Nhiều cây quá, mình không biết cây nào. Đây cây cóc, cây chuối, đủ thứ cây hết. Cây cóc bự cho bá lửa. Đây là vàng đậu rồng, lá đậu rồng rất là tươi tốt. Đây là cây me, đây là cây mãng cầu, cây me, cây cóc, có trái cóc. Công tính 9 chiều ạ. À? Trái cóc. Ờ, công tính 9 chiều. Đây cây me và cây chuối. Chuối đây. Một vàng chuối. Đây mồng tơi xanh rờn. Đó, một lối đi. Đây là chị Hai. Đây là cái bếp của chị Hai. Thôi gồm quá đi. Quay lên tôi thật. Chị Hai đang làm gì đó? Thuốc nam làm gì? Thuốc nam uống cho tăng chiều cao hay gì? Tao mà cao lên nữa tao bỏ cả. Cây mận, có một trái mận duy nhất. Cây mận nó giống chị Hai vậy. Ồ, ớt này. Một chàng ớt, ớt tươi ngon. Có một trái ớt chín nhỏ xíu. Trời mưa nè, mía lau. Một chàng mía lau. Đây là cây chó đẻ. Tài quá trời cây. Không biết cây gì. Cái này là cây sari rồi bà. Bên chàng chuối có trái chuối già nè. Đó. Nghe cái cây mà hổng mày đến vậy cho hổng. Có giống cái cây này không? Ừ đúng rồi. Ừ, cây đó. Đúng rồi. Chuối quá thì chuối luôn. Ui, một vàng chuối. Trái đẻ quá trời. Cây trang. Trời luôn. Hoa trang đẹp ghê. Vàng chuối. Cây mận, có bông. Hoa trái. Cây chuối. Ở đây có cái ao nữa ta. Sông này, nhớ cảnh sông này ngày xưa. Cảnh sông này ngày xưa cả đám còn bé. Lúc còn bé cả đám xuống tắm xong. Sau đó cái bà tên là Đèo bị mắc cái quần sọt. Năn nỉ cái bà Hòn. Hòn đưa cái quần sọt cho mặt để lên bờ. Đây mảnh sông này nhớ mãi. Nhớ mãi mảnh sông cái quần sọt. Nó nước hữu tình. Đẹp ghê luôn á, trời ơi thơ mộng. Đẹp.
là mình tưởng cái ô môi không phải, cuối cùng lại nhớ cái ô môi, những trái nhớ cái ô môi. Cái này cái gì, cái bông đẹp quá trời các bạn. Cái bông này ngoài đường cũng có nữa. Đẹp quá. Đi hai hẹn. Chứ xin thì phải đi 2-3 ngày không ra. Con gì lão kìa, quay kìa. Hoài. Đi theo luôn hả? Đi về. Đi theo đâu? Luôn không? Con ơi, đi phải không? Đi đây. Chạy 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 chạy. Đi theo. Đi theo cái này. Có pha không ạ? Hết thuốc cơm vậy hả? Hết hả?
thấy mắt nó thối rồi biết trời xạo tẻ nãy mới vỗ tay sao đừng có lấy nữa vậy đó hả à, nãy hôm qua làm gì nè nó nói là 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 đường về tối ở tối cũng được chưa ghé thì Nguyễn Duy Phương chỗ Nguyễn Duy Phương mới đi chợ Thái bỏ thùng đá lên về ở dơ với mẹ nói trên đường sẽ ba về đó kêu ghé Nguyễn Duy Phương kêu ghé Nguyễn Duy Phương phải về qua đó nó về luôn nhà đi học chưa hả buồn xa sao cái chuyện à, hỏi ông Lăng nhiêu biết không 5 triệu rồi nói gì 3 triệu 8 ổng kiếm kẹo thơm không mà gù gù mấy bà già rồi thì thơm chứ năm mẫu rồi nó cao cao không chứ tính đây bà như là 200 hay 300 gì một người ống này vậy đi tập trung lên người nhiêu 300 gì đi cho lóc rồi vậy 300 phải không quên trăm mấy chia ra tính ra ổng gom lên mười mấy người rồi hoài luôn ngủ rồi ngồi yên đi học ơi cái này này tấn tiền thôi giờ đâu sẽ tấn tiền kẹ cái nghe họp kìa tính tiền đây tiền kìa trời ơi gấp quý hả ghê cho nó ra máy nó lạc quên đưa hả nguyên một gỗ luôn vừa thấy vừa ăn ăn mặt xử luôn còn con mẹ này hái mặt xử luôn mẹ này ăn kìa kìa cái con kiến cái bông giò nó đậu trên tóc quá trời với đèo cái gì đèo bà không đợi nón vô đèo gì mẹ cái gì có gì mà trứng cá tùm lum hết trơn kìa nguyên chùm gớt xuống nó quá trời rồi nó quá thôi. Ủa còn không sao thấy hoài vậy thấy cứ mấy trái mà sao thấy hoài còn hoài vậy trời đừng có dịch cái này họ té kìa rồi có con mắt nết mình ăn cho ngập mặt ấy á cho ngập mặt luôn ấy rồi kiến quá ăn đã luôn hái xuống ăn vừa hái vừa ăn hái ăn
Cuối cùng cũng có nhiều cây nhìn ít xịt nhưng mà ra một đống. Nói xong ra một đống một ề luôn. Đều nó ăn hết rồi. Ngồi thấy chưa, ngon chưa? Một liếm luôn. Ngon lắm. Đâu? Đâu? Anh ô, một kỳ tích. Hái trái mà hái luôn cái lá, thấy giỏi không? Wow. Wow. Rất là ngon. Bao ngon. Vừa mua hết cây rồi. Rủ hết cây luôn đi anh. Mặn thì quá trời luôn. Mà bông mặn không? Bông mặn không? Trái thì hết rồi. Đây là đầu bếp chuyên nghiệp. Đầu bếp chuyên nghiệp. Đó, rất là hoành tráng. Đây là tôm hủ đi xào tỏi, vừa xào vừa ăn. Gia đình ít đông người lắm. Chỉ có đang bày quay video. Em dám live stream đây. Đây là Việt Kiều hả? Đây là Việt Kiều hai luôn. Canadian. Đi chứ. Chứ mà về chứ mệt vậy. Nè, ông Tèo nó xong. Đợt nó về ông tải nó con trọng Việt Kiều không gì đâu. Đây là ông Địa ở nhà. Ông Địa ở nhà. Đây. Có mới có nhiêu đây à. Đang chuẩn bị. Còn đây là xíu quách ở nhà. Đây là xíu quách. Đây là công ty trà sữa. Còn đây là giám đốc công ty trà sữa. Đang ăn cháo. Hả? Ai vậy? Đang quay video. Cho ai? Hello, gửi cho Chi, cho Đèo vậy đó. Còn đây là hot boy ngủ hết trơn rồi trời.
Tết là Tết, con cháu và hai vẫn bên nhau.
Bao lứa trái cùng chào xuân trên trường.